Sao em phải bớt nói vài câu? Em đi làm cả ngày mệt muốn chết, về đến nhà lại ôm một bụng tức. Em không nói với anh thì nói với ai? Được, đợi lát nữa em gái anh về em sẽ nói với cô ấy. Thôi được rồi, em cứ nói với anh vậy. Dù sao anh cũng là chuột trong bể chịu gió hai đầu quen rồi. Anh phải chịu đi, đáng đời. Đã bảo đừng có gọi em gái anh đến làm bảo mẫu mà. Được rồi, được rồi. Lại bắt đầu lải nhải rồi. À nào, giỏi quá. Con có muốn chấm ít nước sốt không? Chấm ít nước sốt ngon lắm. Chấm nhá, nào. Há miệng to nào, há nào. Mấy món ăn này dầu mỡ quá, thanh đạm một chút thì tốt hơn. Món ăn có dầu mỡ mới ngon, đúng không Quốc Khánh? Không phải, em không biết giờ chị dâu em không được ăn đồ dầu mỡ. Em phải mua loại ít dầu mỡ chứ. Xào rau không cho dầu ư? Với lại nhìn thấy dầu mỡ là ngấy thì ăn thức ăn gì nữa? Ăn cơm không thôi là được. Em làm sao thế? Ai chọc giận em vậy? Anh mặc kệ em. Em đang bực mình. Bực mình cái gì? Thôi thôi, anh đừng hỏi em. Xem em kìa, sao em cũng học bĩu môi rồi? Vợ anh được bĩu, em thì không được à? Rõ thật là... Anh ba, anh lại đây mà xem. Làm gì? Anh lại đây. Toàn nói em đi vệ sinh không xả nước. Anh nhìn chị ý đi, anh nhìn đi. Em xả đi, thế đâu có được. Em xả rồi, nói với anh có tin không? Em phải để anh nhìn trước chứ. Anh nhìn thấy rồi, anh cũng tin rồi. Em xả đi là xong mà, xả đi. Cái dây đâu rồi? Tiểu thư nhà tư bản này chỉ biết phá hoại, làm loạn thôi. Anh xem này, em nói gì thế? Em nói không đúng à? Chị ta không phải là tiểu thư con nhà tư bản ư? Em còn biết chị dâu của chị ta là tiểu thư nhà địa chủ nữa đấy. Em nghe ai nói linh tinh thế? Người ta nói linh tinh ư? Người ta cái gì cũng biết đấy. Người ta còn nói anh không lên được chức to là vì sao đấy? Không phải tất cả vì chị ta ư? Rõ thật là toàn anh tự chuốc lấy đấy. Em im miệng đi. Anh chỉ biết ghê gớm với em, có giỏi thì ghê gớm với vợ anh đi. Em ăn chút gì nữa? Ăn no rồi. Ăn gì rồi? Ăn bụng tức. Em đừng chấp cô ấy. Một người xuất thân không tốt như em, nào dám chấp ai? Tai em thính nhỉ? Em đang phải nhịn đói, nuốt giận, không thể nói, tai lại điếc nữa thì chẳng phải để người ta bắt nạt chết à? Có anh đây ai dám bắt nạt em? Chính là cô em gái một chữ bẻ đôi không biết của anh dám bắt nạt em. Có anh có cái ích chó gì? Người có văn hóa như em mà mở miệng là nói bậy, có văn minh không? Văn minh với người như bọn anh khác nào đàn gẩy tay trâu. Càng nói càng quá đáng rồi đấy. Anh chỉ biết ghê gớm với em, anh đi mà ghê gớm với em gái anh đi. Em là người có văn hóa, lại học theo người không có văn hóa, thì có tương lai gì không? Vì em không có tương lai, nên mới phải chịu ấm ức này. Được rồi. Đừng khóc. Khóc hại sức khỏe. Đừng khóc nữa. Được rồi.
Giang Đức Hoa, cô ra đây. Có chuyện gì thế? Chị sợ gì? Chị sợ gì? Em không sợ xem lại run. Em có run đâu, chị mới run chứ. Chị run đến mức không cầm nổi cả gậy cán bông. Tôi gọi cô đấy, có nghe thấy không? Quế bị sao vậy? Em làm sao biết được? Không phải chị ấy nhìn thấy em nhá thức ăn bón cho thằng bé chứ? Hỏng rồi. Chị dâu em thích sạch sẽ, chắc chắn cáu với em rồi. Cáu thì cáu, ai sợ ai. Chị làm gì? Hét cái gì? Tôi hỏi cô cho thằng bé ăn thế nào vậy? Chị bảo cho ăn thế nào? Cô nhá thức ăn rồi nhè ra cho nó ăn à? Có đúng thế không? Đúng, sao? Không được à? Tất nhiên là không được. Cô bảo được à? Em thấy được nên mới cho nó ăn như thế. Cho trẻ ăn như vậy là không đúng. Sao mà không đúng? Đúng thế nào? Ở quê toàn cho ăn như thế, từ đời này qua đời khác. Khi trẻ con chưa mọc răng chẳng phải ăn như thế sao? Cô còn có lý quá nhỉ. Còn đời này qua đời khác ở quê cô nữa. Đây là quê cô à? Nhắc đến quê tôi thì làm sao? Nhắc đến quê tôi thì phạm pháp à? Chị còn không cho tôi nhắc đến quê tôi. Không có quê tôi thì có anh tôi không? Không có anh tôi thì có chị, có đứa con này không? Còn không cho tôi nhắc đến quê tôi nữa. Cái gì? Cô nói sao? Không có anh cô thì không có tôi ư? Cái logic của cô ở đâu ra vậy? Lùa gà lùa vịt cái gì? Tôi không biết. Tôi chỉ biết chị được thâm lây nhờ anh tôi, hưởng phúc của anh tôi. Nếu không có anh tôi làm lãnh đạo trong quân đội, chị được sống sung sướng như thế này không? Cô nói lại lần nữa đi. Có nói 10 lần cũng vẫn là như thế thôi. Chị định phủ nhận ư? Vô lương tâm thế à? Thú vị thật. Cô nghĩ tôi đang sống sung sướng ư? Tất nhiên rồi. Không phải chị đang sống sung sướng thì thế nào mới là sướng? Với cô thế này đương nhiên là sung sướng rồi. Với tôi sống thế này chẳng sung sướng gì. Tôi biết chị có ý gì. Ý chị là ngày xưa nhà chị sống sung sướng, cuộc sống nhà tư bản sung sướng, chị có giỏi thì về nhà mẹ chị mà sống. Chị chạy đến chỗ anh tôi làm gì? Chị trừng mắt gì với tôi? Cô hét cái gì mà hét? Tôi hét đấy, tôi hét với chị đấy. Cô đúng là vô giáo dục. Chị thì hét ít à? Chị cũng đâu có hét ít. Chỉ có mỗi cái trò này. Mẹ, mẹ, cả ngày chỉ biết khóc. Mẹ, khóc đi. Muốn khóc thì khóc đi. Chị giỏi quá nhỉ, chút giận vào thằng bé. Nó là con tôi thích chút vào nó. Cô làm gì được tôi? Đây là cháu tôi phải quản. Được lắm, Giang Đức Hoa, cô ghê gớm lắm. Tôi không dám để cô trông con nữa. Cô đi đi, cút về quê cô đi. Đây là nhà chị ư? Muốn đi thì chị đi đi. Sao lại không phải nhà tôi? Đây là nhà tôi. Đây không phải là nhà chị. Đây là nhà anh tôi, là nhà cháu tôi, là nhà tôi, không phải nhà chị. Chị chẳng phải muốn sống cuộc sống nhà tư bản của chị sao? Về nhà mẹ chị đi. Được được, cô không đi thì tôi đi. Đưa con cho tôi. Thằng bé họ Giang không phải họ An, chị bỏ tay ra. Nó là con tôi. Con chị gì chứ? Chị đi một mình đi. Trả con cho tôi. Muốn đi thì chị đi một mình đi. Cô ra ngoài à? Khốn kiếp. Đúng là phải có người trị cô. Chân em bị phù rồi. Hình như có hơi phù. Chưa phải lúc nhỉ? Phù hơi sớm. Phù chân còn phải đúng thời gian ư? Đúng thế, ở thai kỳ cuối mới bị phù. Người ta số tốt mới phù ở thai kỳ cuối. Số em không tốt nên bị phù sớm. Số em đúng là cũng bình thường. Một bà cô nhà quê cũng có thể đuổi em về nhà mẹ. Đâu chỉ là người nhà quê, còn vô văn hóa nữa. Một chữ bẻ đôi không biết, vô học. Bà cô chồng nhà em không giống người mù chữ đâu. Cô ta nói quá giỏi, nói liên hồi, không hề giống người mù chữ, vô học đâu. Mù chữ là không biết chữ, đâu phải câm không biết nói. Khả năng ăn nói của con người là do thiên bẩm, không liên quan đến việc có được đi học hay không. Chị nói rất đúng. Nếu là trước đây thì em không tin đâu. Giờ thì em tin rồi. Bà cô chồng và người hàng xóm của em
ai cũng có tài nói, không phục không được. Không ngờ trên đời còn có người khiến em phục nhỉ. Thế này gọi là vỏ quýt dày có móng tay nhọn. Không ngờ vỏ quýt dày ở thành phố như An Kiệt em lại bị cái móng tay nhà quê kia lột. Sống thế này thì còn vị gì nữa, chết đi cho xong. Em không thể chết được, em chết thì chồng em sống thế nào? Chồng em đến rồi đấy. Nhắc đến Tào Tháo là Tào Tháo đến. Người này không chịu nổi bị nhắc đến. Chị đi xem sao. Tôi ra đây, ra đây. Chú Út à, mau vào đi. An Kiệt về đây rồi phải không chị? Về rồi, đang trên gác ngâm chân. Chân cô ấy bị phù. Anh nghe nói chân em bị phù phải không? Nào, để anh xem nào. Đừng có động vào. Phù thật rồi này. Em đi bộ về đây à? Cút sang một bên. Em làm gì thế? Sao tức giận vậy? Được rồi, đừng giận nữa. Anh biết hết rồi. Anh đã dạy bảo cô ấy rồi. Lúc đầu cô ấy còn không chịu nghe, cãi nhau với anh. Sau đó anh tức quá quát cô ấy. Em làm cái gì thế? Cô ấy lại ngoan ngoãn ngay. Xin lỗi anh rồi. Anh lừa bịp ai? Cô ta ngoan ngoãn được à? Còn ngoan ngoãn xin lỗi nữa, lừa ai chứ? Với lại cô ta xin lỗi anh thì có ích gì? Việc nghiêm trọng đến thế, anh dám lừa em sao? Anh có cái gan đó à? Có gì mà anh không dám? Em còn không tiếp thu bài học, việc nhà binh không ngại dối lừa sao? Đi một ngày đàng, học một sảng khôn. Em tiếp thu bài học rất tốt. Xem ra chiến thuật này về sau không dùng được nữa. Anh phải thay chiến thuật khác. Anh định thay gì? Thay chiến thuật với em, nói với em không mập mờ giấu giếm nữa, cứ chơi thẳng thừng luôn. Trong 36 kế, anh mới chỉ dùng một kế, lại còn dùng đi dùng lại, còn 35 kế dùng được bao nhiêu năm chứ? Anh cút đi. Anh cút cũng được. Vậy em cút cùng anh. Nằm mơ à? Anh đúng là nằm mơ. Người ta bảo chuyện tốt phải mơ nhiều. Vậy anh ở đây mơ thêm vài lần vậy. Nằm mơ giữa ban ngày. Sao em chỉ có mấy câu đó thôi hả? Không đổi được câu khác sao? Em còn phải nói anh cút đi ấy. Cút thì cút. Có gì đâu chứ. Anh thương lượng với em một chuyện. Nói đi. Trước khi cút, em để anh lau chân cho em nhé. Cút. Buồn rồi sao còn chưa ngủ? Đang buồn bực, ra ngoài hít thở cho khuây. Anh buồn gì? Anh thì có gì mà buồn? Chỉ anh được phép buồn, còn tôi thì không ư? Tin tức nhanh gớm nhỉ? Không gì giấu được anh. Tôi về đúng lúc vợ anh và em gái anh cãi nhau. Giọng của họ, người nọ cao hơn người kia, cứ như một cuộc thi vậy. Hai người họ ai ghê gớm hơn? Tất nhiên là em gái anh. Cô ta ghê thật. Đứng trước nguy nan không hề run sợ. Vợ anh nói một câu, cô ta nói lại hai câu. Vợ anh giọng cao 8 độ, giọng cô ta thẳng tiến 16 độ. Hơn hẳn vợ anh, áp đảo vợ anh. Tôi thấy vợ anh không đấu lại cô ta, tức tưởi chạy đi. Anh không chỉ nghe hết mà còn nhìn thấy hết nhỉ? Còn biết vợ tôi chạy đi nữa. Hàng xóm sát vách mà, chuyện ngay trước mắt đúng không? Không muốn nhìn cũng phải nhìn, không muốn nghe cũng phải nghe. Anh nghĩ tôi muốn nghe, muốn nhìn sao? Vợ anh mặt hầm hầm đi ra, tôi chào cô ấy, cô ấy chẳng thèm quan tâm, quay lưng đi luôn. Tiểu thư khuê các đấy.
Anh không có mắt nhìn nhỉ? Người ta đã như thế rồi còn chào người ta, chẳng phải tự làm mình mất hứng à? Tôi thật không ngờ em gái anh mồm mép thật, lợi hại thật. Thật sự khâm phục. Anh khâm phục cái gì? Không có sự giúp sức của cô vợ bán tiên thần phán của anh, thì với cái võ mồm quèn của nó dám đuổi được người khác sao? Có khi bị người ta đuổi từ lâu rồi. Ý anh là sao? Chuyện đã đến nước này rồi, tôi cũng đành phải nói với anh. Anh là đàn ông đàn an, sao lại nhanh mồm nhanh miệng thế? Chuyện gì cũng về nhà nói. Tôi đã nói gì? Anh nói gì anh còn không biết à? Anh nói cái gì mà vợ tôi xuất thân không tốt? Tôi bị ảnh hưởng thế nào? Anh nói chuyện đó làm gì? Sau khi vợ anh truyền đạt lại y nguyên với em gái tôi, khiến cô ấy ôm một bụng tức, phải tìm cơ hội để xả, giọng cô ấy lại chả cao hơn vợ tôi ư? Tôi đã nói thế sao? Sao tôi không nhớ là tôi đã nói nhỉ? Anh không nói thì không lẽ người ta chạy đến nhà anh nói với vợ anh à? Người ta ăn no rừng mỡ chắc. Anh cũng thật là, sao chuyện gì cũng nói với vợ chứ? Anh thì không thế à, chuyện gì cũng nói với vợ. Mỗi lần tôi nói xấu cô ấy, cô ấy lập tức biết ngay. Có phải anh tiết lộ không? Chúng ta nói có khác nhau nhé. Đấy là tôi nói đùa. Còn anh là tiết lộ bí mật. Tính chất khác nhau hoàn toàn. Thôi được rồi. Tôi đuối lý. Tôi sai. Tôi xin lỗi anh. Xin lỗi thì có tác dụng gì? Vậy phải thế nào mới có tác dụng? Mời được vợ tôi về mới gọi là có tác dụng. Đừng hòng. Nằm mơ đi. Ôi trời ơi, chẳng có ai giám sát, còn rửa chân gì chứ? Cô ấy tức chạy mất, anh về chút giận gì lên tôi? Không phải cô buôn chuyện thì người ta cãi nhau được à? Không cãi nhau thì người ta chạy được à? Anh mở miệng ra là người ta là gì của anh? Có cần anh đau lòng vậy không? Cô gào lên cái gì? Đồ thần kinh! Anh tưởng tôi không nhận ra ý đồ trong lòng anh, đừng tưởng tôi không biết gì. Nào là vợ người ta tốt, con người ta ngoan. Anh chỉ muốn đổi với người ta, anh chỉ mong vợ người ta là vợ anh. Cái gã này, không ngờ lại còn ý đồ này nữa. Lâu thế không biết. Không đón được vợ về, xả giận gì lên mình chứ? Sao thế? Tiếng gì vậy? Anh ra mà xem. Em làm gì đấy? Làm gì đấy? Hôm nay trời nắng to, mang chăn ra phơi, mọi người đều phơi chăn. Người ta phơi thì em cũng phơi, người ta không phơi thì em không phơi à? Bắt chước gì chứ? Người ta không phơi, em còn không nghĩ ra phơi đâu. Đức Hoa, hôm nay rảnh, chúng ta đi đón chị dâu em về nhé. Chị ta không có chân sao? Không tự biết về à? Còn cần người ta mang kiệu tám người khiêng đến rước về hay sao? Với lại, chỉ có hai chúng ta thôi không được. Hai chúng ta có khiêng được kiệu tám người khiêng không? Xem cái miệng không chịu thua thiệt của em kìa, cuối cùng vẫn là em chịu thiệt thôi. Chịu thiệt thì chịu thiệt, em chấp nhận. Dù sao em cũng không đi, ai thích đi thì đi. Được, anh đi.
Ông thì đang buồn thế này, họ lại vui thế kia. Hai người to nhỏ gì ở đây thế? Đang khen chú đấy. Khen gì tôi? Khen biết hạ mình mới hiền tài. Anh bạn, không đơn giản nhỉ? Có thể hạ mình mới hiền tài thật không đơn giản. Chú em, rốt cuộc chú muốn nói gì? Sao chú lại gọi tôi là chú em? Tôi là chú em của chú à? Chú gọi tôi là anh bạn, tôi mới gọi chú là chú em đấy chứ. Đấy là tôi gọi chung vậy, ngay cả điều này chú cũng không nghe ra ư? Không nghe ra, tôi thật sự không nghe ra. Thôi được rồi, sao anh nói linh tinh nhiều thế? Chú đến đúng lúc lắm, vợ chú đang khó chịu trong nhà vệ sinh đấy. Chú mau vào an ủi cô ấy đi. Chị thật chẳng đáng mặt chị gái. Em thì ở đó khó chịu, còn vợ chồng chị lại vui vẻ ở đây. Chúng tôi vui vẻ lúc nào? Chưa vào đến nhà tôi đã nghe thấy hai người cười đùa ở đây rồi. Còn nói nữa, đấy là vì... Thôi thôi, đừng giải thích nữa. Lát nữa sẽ tính sổ với hai người. Chú tìm ai tính sổ? Ai làm quấy nôn chứ? Còn không phải là chú sao? Xem em kìa. Nôn hết đồ ăn uống ngon ra nhà người ta rồi. Không nôn ở nhà mình. Cũng được. Nôn ở nhà đẻ mình cũng được. Nước màu không để chảy sang ruộng nhà khác. Đáng ghét, anh đến làm gì? Anh đến đón em về nhà. Đón em về nhà. Đây là nhà em còn nhà nào nữa? Cũng đúng. Em nói đúng. Đây là nhà đẻ em mà. Nhưng em đừng quên, em còn có nhà chồng nữa. Đấy đâu phải là nhà em. Đấy là nhà họ Giang, nhà anh. Tránh ra. Một người ngoài như em, thân cô thế mỏng, chạy đến đó để mà chịu ấm ức ư? Sao anh không nói gì nữa? Em nói đi. Nói hết những gì muốn nói ra đi. Em không thèm nói nữa. Vậy thì nôn tiếp đi. Nôn hết những thứ muốn nôn đi. Không nôn nữa. Vậy thì ra ngoài đi. Ở đây để ngửi mùi à? Đừng vội, đừng vội. Cứ nôn từ từ, từ từ mà nôn. Về nhà cùng anh nhé. Em đồng ý rồi à? Anh nằm mơ sao? Anh nói rồi mà, làm gì có chuyện tốt thế, anh mơ thêm vài lần vậy. Em phải chú ý đấy. Em phải chú ý cái gì? Chú ý thái độ của em. Phải khách sáo với anh một chút, tốt một chút. Nếu không anh sẽ... Nếu không thì sao? Nếu không anh sẽ để em ở lại đây, mặc kệ em, xem em làm thế nào. Càng tốt, em sẽ làm nụm tỏi tây. Em không ăn tỏi mà. Anh không chê mùi còn gì, em làm cho anh ăn. Xem em kìa, đã như thế này rồi, còn muốn làm cơm cho anh ăn nữa. Xem ra anh không thể để mặc em ở đây rồi. Giang Đức Phúc, đồ đáng ghét. Làm gì đấy? Cô chú làm gì vậy? An Kiệt, ăn xong em thu dọn về nhà em đi nhé. Đây là nhà em. Em còn một nhà khác, còn chồng con, bỏ mặc con ở nhà không quan tâm, ở lì nhà đẻ còn ra thể thống gì nữa. Anh là lợn à? Ai thích cười thì cười, dù sao em cũng không đi. Không đi không được, hôm nay em phải đi, phải về nhà em. Anh chị giữ em ở lại nhà anh chị sai. Em không thể để người ta 5 lần 7 lượt đến đón em. Người ta đã nhượng bộ rồi thì em cũng bớt bớt đi. Nếu không làm sao?
Anh đừng dọa cô ấy bằng từ nếu không nữa. Em đã dùng rồi, không có tác dụng gì đâu. Chú em, tôi nhìn ra rồi. Tại chú chiều cô ấy thành ra vậy đấy. Phụ nữ là không thể nuông chiều được. Đây là kinh nghiệm, cũng là bài học. Anh bớt nói đi thì chết được à? Anh phát biểu suy nghĩ của mình thì có gì không được. Chuyện nhà người khác, bớt can thiệp đi. Thái độ bằng quang bỏ mặc sự đời của em không tốt đâu. Đây là nhà người khác ư? Cô ấy chẳng phải em gái em sao? Cái kiểu động một tí cô ấy lại chạy về nhà đẻ như thế này có đúng không? Việc này không thể kéo dài, cũng không thể thành tiền lệ. Sau này chúng ta cãi nhau, em lại chạy về nhà đẻ thì anh làm thế nào? Đúng không anh cả? Nói một hồi vẫn là anh vì bản thân mình. Em nghĩ là anh ấy vì ai? Anh vì ai? Anh vì Trung đoàn trưởng Giang mà. Anh học cách lấy lòng người khác từ khi nào vậy? Anh vừa học xong, anh học mọi người đấy. Anh lấy lòng ai? Ai cần lấy lòng? Anh lấy lòng Trung đoàn trưởng Giang được chưa? Đúng không? Được, được, quá được. Ông anh, quá được. Anh biết gì mà được? Anh biết giờ em đang không được lòng ai, bị cô lập. Đúng không ông anh? Chú em, chú nói quá đúng. Không ngờ hai anh còn có thể vào hùa làm bậy được. Em mau ăn đi. Ăn uống xong thì mau về nhà đi. Ai muốn đi thì đi. Dù sao em cũng không đi. Không đi thì thôi. Ở đây ăn thêm vài bữa, tiết kiệm tiền cho nhà ta. Chú em à, cách mạng chưa thành công, chú phải nỗ lực hơn nữa. Ông anh, từ cách mạng thốt ra từ miệng anh sao nghe kỳ cục thế? Lão Đinh! Lão Đinh! Tránh gì chứ? Tôi ngại gặp anh. Vợ anh chưa về ngày nào là tôi chưa yên lòng ngày đó. Cái anh này, vợ tôi không về, sao anh lại nhớ nhung cô ấy? Anh nhớ cô ấy làm gì? Ai nhớ vợ anh? Mà tôi nhớ vợ anh làm gì? Ý đồ trong lòng anh, đừng tưởng người khác không biết. Anh nói rõ xem nào, ý anh là sao? Câu đó là vợ anh nói, tôi nhắc lại thôi. Vợ tôi, cô ấy đã nói gì? Xem anh căng thẳng kìa. Anh nghĩ vợ anh ngốc à? Cô ấy tin tưởng như bán tiên vậy. Vợ tôi nói với anh khi nào? Cô ấy nói thế nào? Vợ anh nói có người có ý đồ trong lòng. Nhưng câu này không phải nói tôi, mà là nói anh. Không may bị tôi nghe thấy. Giang Đức Phúc được lắm. Anh thật thất đức. Nghe trộm vợ chồng người ta cãi nhau ư? Anh hét cái gì? Tôi cũng đâu có cách nào. Hàng xóm sát vách nhau, cúi đầu không gặp thì ngẩng đầu gặp. Nói thật lòng, nói thật là tôi, Lão Đinh, thật sự không muốn làm hàng xóm với anh. Tại sao? Sao vẫn còn uống chứ? Đừng có uống say đấy. Cô bảo ai uống say? Tôi không say. Trông anh kìa, say rồi. Tôi và anh Giang uống tí rượu. Cô làm loạn gì chứ? Cô phản rồi à? Anh làm gì thế? Anh làm cái gì thế? Ra ngoài đi. Chị ơi, ra ngoài đi. Đồng chí, tôi muốn mua thuốc. Đồ đáng ghét, làm người ta giật cả mình. Đồng chí cũng đáng ghét, cũng làm tôi giật mình đấy. Về nhà đi. Chẳng lẽ em không nhớ con à? Con nó nhớ mẹ đấy. Tối nào cũng khóc không ngừng. Khóc đến nỗi anh lo cuống hết cả lên. Trong 36 kế, có kế nói bậy linh tinh không? Sao anh lại nói linh tinh? Không tin em về nhà mà xem. Đấy không phải nhà em không về. Sao lại không phải nhà em? Sinh con cho anh rồi, em còn định chối ư? Đấy không phải lời em nói mà là em gái anh nói. Không tin anh về hỏi đồng chí Giang Đức Hoa đi. Sao cuối lại thành Giang Đức Hoa rồi? Không phải là Giang Đức Hòa ư?
Xem em kìa. Em đã thừa nhận cô ấy là đồng chí rồi, sao không thể khoan dung với đồng chí của mình một chút chứ? Em còn phải khoan dung với cô ta ư? Anh về hỏi cô ta xem cô ta có khoan dung với em không? Em muốn coi cô ta là đồng chí, nhưng người ta không muốn. Anh về hỏi cô ta xem cô ta có coi em là đồng chí không? Người ta chê em xuất thân không tốt, em có xứng làm đồng chí của người ta không? Sao giờ em cũng xì thế? Em thích thế, chỉ cho cô ta xì, không cho em xì ư? Xì xì xì, các người xì chết tôi luôn đi. Anh còn lâu mới chết, đừng có dọa em. Các người giày vò tôi như thế, cái chết không tìm đến tôi thì tôi phải đi tìm cái chết thôi. Anh bớt cái trò đấy đi. Về nhà đi, anh cầu xin em về nhà. Được chưa? Không về. Anh đã tam cố mau lư rồi đấy. Em sao thế? Em còn cao giá hơn cả Gia Cát Lượng ư? Em không dám so với Gia Cát Lượng. Anh cũng đừng tự coi mình là Lưu Bị, đủ tư cách không? Hóa ra em chê anh không đủ tư cách. Vậy em nói xem, ai đủ tư cách? Lưu Bị đủ tư cách. Anh có mời được không? Mời vào. Sao lại là cậu? Khách quý quá. Em đến thăm thân, tiện thể và thăm bà mối. Cậu thăm thân gì chứ? Nào, ngồi đi. Vợ em làm việc dưới trướng của chị. Em đến thăm cô ấy không phải là thăm thân ư? Tôi hiểu rồi. Đánh nhau rồi. Người ta không về nhà nữa, đúng không? Không ngờ cô ấy lại cao giá thế. Em đã tam cố mau lư rồi mà không có tác dụng gì. Cô ấy bảo em không đủ tư cách. Vậy ai đủ tư cách? Xem ra chỉ có Bí Thư Xương là đủ tư cách thôi. Chị vừa làm lãnh đạo, vừa là bà mối của cô ấy. E là chỉ có chị ra tay mới được. Cậu xem, sao tôi lại đen đủi thế chứ? Đưa cậu lên ngựa còn chưa đủ. Cô cậu cãi nhau, tôi còn phải làm người hòa giải nữa. Nghe chị nói thì việc của chị cũng không hề ít nhỉ? Rõ là không ít mà. Vậy thì chị lại tiếp tục cố gắng nhé. Chẳng phải em rất giỏi, rất ghê gớm sao? Chẳng phải cải tạo Giang Đức Phúc đâu ra đấy sao? Sao lại không đấu nổi với một cô gái nông thôn? Nghe nói cô ấy một chữ bẻ đôi không biết. Thế mà em bị đuổi ra khỏi nhà mình. Em thật giỏi quá nhỉ? Em nói đi chứ. Vì chuyện cho trẻ ăn mà gây chuyện thật à? Không phải. Mà em cũng không gây chuyện. Em chạy về nhà đẻ một mình, bỏ mặc con, bỏ mặc gia đình. Thế không gọi là gây chuyện thì gọi là gì? Vậy em nói đi, rốt cuộc là vì chuyện gì? Em nói đi. Chị không chịu nổi có chuyện mà không thể nói ra thoải mái. Trong nhà thì có chuyện gì lớn chứ? Có gì không thể nói được? Nói đi, rốt cuộc là chuyện gì? Vẫn là vì vấn đề xuất thân của em. Xuất thân của em làm sao? Cô em chồng chê em có xuất thân không tốt ư? Người ta chê em kéo lùi anh trai người ta. Câu nào cũng như kim đâm. Em không đi được sao? Đúng là tức thật. Nhưng cũng không nên là em đi. Muốn đi thì phải là cô ấy đi. Cô ấy cút chứ. Em không có bản lĩnh đó. Bản lĩnh của em đều dùng vào Giang Đức Phúc hết rồi. Chị đoán có thể cô ấy đã nghe được chuyện đó của anh trai cô ấy. Chuyện gì của anh trai cô ta? Không có chuyện gì, em không cần biết. Bí Thư Dương, chị Dương, là chuyện gì? Chị nói cho em biết đi, rốt cuộc là chuyện gì? Đã qua rồi, đấy là chuyện quá khứ rồi. Chuyện quá khứ gì? Chuyện công việc của Giang Đức Phúc ấy mà. Hồi đó, cấp trên định cất nhắc cậu ấy lên làm tham mưu trưởng, đề cử làm phó sư đoàn. Sắp có quyết định, nhưng vì cậu ấy muốn kết hôn với em nên chuyện đó bị hủy. Ai cũng tiếc cho cậu ấy, nhưng sao em gái cậu ấy lại biết được chuyện này nhỉ?
rằng Đức Phúc ngay cả em cũng không nói, thì có thể nói với em gái không? Thôi được rồi, An Kiệt. Giận dỗi vài ngày cho họ biết mặt là được rồi. Người ta đã bắc thang thì mau xuống đi. Giang Đức Phúc đối xử với em quá tốt rồi. Nếu không, đàn ông quê hương khổng mạnh như cậu ấy có thể mặt dày chạy đến nhờ chị làm công tác tư tưởng cho em ư? Nghe lời chị đi, tối nay về nhà đi. Tối nay chị rảnh, chị sẽ đến nhà em kiểm tra. Nào, Quốc Khánh, được rồi. Em về rồi à? Đi làm về rồi sao? Bĩu môi cái gì? Môi của em thích bĩu đấy. Vẫn là đồng chí Lưu Bị được việc. Chị ấy nói là em nghe đúng không? Sao thế? Sao lại khóc? Khóc cái gì? Bị phê bình à? Không sao đâu. Ngày mai anh lại tìm chị ấy tính sổ nhé. Đừng khóc nữa. Xin lỗi anh. Là em đã kéo lùi chân anh. Xem em kìa. Đã sinh con cho anh rồi còn khách khí với anh vậy. Thật sự xin lỗi anh. Được rồi, được rồi. Càng nói càng quá rồi. Em có gì phải xin lỗi anh chứ? Anh còn phải cảm ơn em kìa. Thật đấy. An Kiệt, anh phải cảm ơn em đã cho anh một cuộc sống hạnh phúc. Em cũng cảm ơn anh. Cái gì? Em vừa nói cái gì? Em cũng cảm ơn anh đã cho em được hạnh phúc như vậy. Hai người có ăn cơm nữa không? Không ăn thì để em dọn dẹp. Em gái anh nhìn thấy những thứ này chắc vui lắm nhỉ? Chắc chắn rồi. Nếu lần sau em không chấp cô ấy sẽ càng vui hơn. Rõ thật là một bàn tay vỗ không lên tiếng được, anh chỉ biết nói em. Em ấy à, phải thường xuyên nói. Còn cô ấy cũng phải thường xuyên nhắc nhở. Hai người đều không phải dạng vừa. Hai người hay sinh sự, tốt nhất là ít ở gần nhau, làm anh đau cả đầu. Chỗ em anh không cần đau đầu. Anh giữ cái đầu anh mà đi đau đầu chỗ em gái anh. Anh xem, lễ Tết em mua cho cô ấy cái này cái kia. Có mấy người chị dâu như em chứ? Trong chuyện tiêu tiền mua đồ thì em không có gì để nói. Nhất là trong vấn đề tiên nhân hậu kỷ, người khác càng không nói gì được em. Thôi đi. Đấy là đang khen em ư? Em còn nghe ra cái gì à? Em còn nghe ra anh đang mỉa mai em. Em nghe ra ư? Vậy anh yên tâm rồi. Đáng ghét. Đi nhanh lên, không đi nổi nữa. Chú ý ảnh hưởng, làm gì có ai đâu. Anh cho em chơi một lát. Không được, cho em chơi với, không được, em muốn chơi, đưa đây.
Mẹ sắp về rồi. Mẹ, mẹ sắp về rồi, nín đi, nín đi. Mẹ. Em làm cái gì thế? Khóc, khóc. Chỉ biết khóc. Khóc đi. Em trút giận gì vào con chứ? Dỗ nó đi. Em làm gì có bản lĩnh đó. Bảo em gái anh dỗ đi. Cô ấy có nhiều cách. Đừng nói nữa. Nào, ra bố bế nào. Em nói sai ư? Em nói không phải sự thật sao? Vừa nãy anh không nhìn thấy cô ấy làm gì à? Anh mù ư? Em bé mồm thôi, đừng làm ầm lên. Cô ấy nghe thấy bây giờ. Cô ấy khó xử lắm rồi. Vừa nãy anh thấy cô ấy khóc đấy. Cô ấy khóc? Cô ấy khóc cái gì? Cô ấy có gì để khóc? Người đáng khóc phải là em. Em mới nên khóc đây này. Con mình lại bú sữa người khác. Chuyện gì thế không biết? Có phải là người khác đâu, là cô nó mà. Cái gì? Cái gì? Anh nói lại lần nữa. Sao anh không nói nữa? Anh còn mặt mũi nói lại không? Chẳng lẽ ở quê anh toàn dỗ trẻ con như thế à? Phải vậy không? Anh câm à? Anh nói đi, có phải thế không? Được lắm. Quê anh quả là có bản lĩnh. Cái cách vô liêm sỉ như vậy mà cũng nghĩ ra. Em nói năng chú ý một chút. Em phải chú ý cái gì? Thế nào là vô liêm sỉ? Chẳng lẽ như thế còn không phải là vô liêm sỉ sao? Một người chưa sinh con bao giờ vén áo lên cho con người khác bú ti, thế là có liêm sỉ à? Cầu xin em đấy, cầu xin em nói nhỏ tiếng thôi được không? Em cũng cầu xin anh cho em gái anh đi ngay đi. Em không chịu nổi cô ta nữa rồi. Cô ta không đi, thì em đi. Em không thể sống dưới một mái nhà với cô ta được. Em thật sự không muốn nhìn thấy cô ta nữa. Cô làm gì thế? Có gì ghê gớm chứ? Xuất thân không tốt còn lên mặt, người kiểu gì không biết. Là cái quái gì chứ? Sao vậy? Em lại sao thế? Ai chọc giận em? Còn có thể là ai chứ? Tiểu thư nhà tư bản kia kìa. Nói linh tinh gì vậy? Không đàm tiếu chuyện người khác thì chết được à? Tiểu thư nhà tư bản hình như lại chạy rồi. Chạy rồi ư? Chạy đi đâu? Cô ta còn có thể chạy đi đâu? Chạy về nhà đẻ tư bản của cô ta chứ sao? Em bớt nói linh tinh đi. Cô ta vừa hầm hầm bỏ đi, tay còn xách theo vali. Em quan tâm chuyện đó làm gì? Mau đi nấu cơm đi. Hàng xóm sát vách, cúi đầu không thấy ngẩng đầu thấy. Đi nấu cơm đi.
Em đi đâu đấy? Hết muối rồi, em sang nhà hàng xóm xin ít muối. Quay về ngay. Làm gì thế? Hết muối rồi, em sang hàng xóm xin ít muối. Hết muối thì ăn nhạt, còn chạy sang đó à? Đúng là chỉ nhớ ăn, không nhớ đòn. Em sốt ruột mà. Em sốt ruột cái gì? Em muốn biết lần này lại có chuyện gì. Em ăn no rừng mỡ à? Đi nấu cơm đi. Đi nấu cơm. Một bữa không ăn, anh không chết được. Sốt ruột quá đi mất. Em thế này là... Anh ba. Em đi thì hơn. Em về quê thì hơn. Em ở đây chỉ gây phiền phức cho anh. Em đâu còn mặt mũi ở lại đây. Em đừng đi. Em không cần đi. Em phải đi. Dù thế nào em cũng phải đi. Giấy sách phải giữ lấy lề. Em không phải là người vô liêm sỉ như vậy. Anh ba, anh mua cho em vé tàu hỏa. Tiễn em đi nhé. Quốc Khánh, cô đi đây. Con nhớ cô không? Cô nhớ con lắm. Anh, mẹ, anh, em không nỡ xa cháu. Em có thể đưa cả nó đi thì tốt. Lên tàu đi. Quốc Khánh. Anh, em ở đây. Anh ba. Em không thể hiểu nổi. Cô ta nghĩ thế nào không biết nữa. Sao có thể làm chuyện như vậy được? Không thấy xấu hổ à? Không ngại ư? Đúng là hơi kỳ lạ. Chỉ hơi kỳ lạ thôi ư? Thế em còn muốn thế nào? Chị không thấy choáng à? Lúc đó em đứng hình luôn. Chắc anh trai cô ta cũng thế. Làm rơi cả đồ đang cầm trên tay. Hai người làm cha mẹ, lại tận mắt nhìn thấy, chắc sẽ thấy choáng. Chị là bác, chị cũng phải thấy dùng mình chứ. Được rồi, chị thấy dùng mình, chị thấy chấn động, được chưa? Không được. Vậy em còn muốn thế nào? Dù gì thì lần này cũng không thể nhẹ nhàng bỏ qua cho cô ta được. Phải cho cô ta biết thế nào là lễ độ. Lần trước cô ta nhá thức ăn cho con em đã qua quýt cho qua rồi, cô ta không hề nhận lỗi. Lần này không cho cô ta biết mặt, sau này không biết còn làm ta chuyện gì nữa. Còn có thể làm chuyện gì chứ? Còn chuyện gì kinh khủng hơn chuyện đó nữa? Kinh khủng đúng không? Chị cũng thấy cô ta kinh khủng chứ? Theo lý thì cô ta không nên làm vậy. Tuy rằng cô ta đã lấy chồng nhưng chưa có con, có chút không lý giải nổi. Đúng là không lý giải nổi. Thường ngày anh trai cô ta rất bảo vệ cô ta, không cho em nói cô ta một lời. Lần này thì hay rồi, không còn gì để nói, không nói được câu nào luôn. Chị xem này, con chưa ăn no ư? Giúp và gì làm gì đấy? Chị xem này, xem con gái chị giúp và em này. Cô em chồng em liệu có phải cũng trong tình huống này không? Con trai em đói giúp và cô ấy, cô ấy lại không biết làm thế nào, đành phải dỗ như thế. Chị đừng nói linh tinh, sao lại đổ trách nhiệm lên đầu con trai em? Thực ra cô em chồng em là người tốt, thật đấy. Em lúc nào cũng vậy, động một tí là chạy về nhà đẻ. Em bé đang ngủ. Em coi nhà đẻ là nơi thế nào chứ? Cô ấy coi nhà đẻ là trại tị nạn. Sao? Không được ư? Anh coi bọn em như bát nước đã hắt đi sao? Tất nhiên em là bát nước đã hắt đi. Nước đã hắt đi lại toàn chảy ngược. Em nói có hợp lý không? Giang Đức Phúc có vui không? Có chịu không? Anh ta chịu hay không thì liên quan gì đến anh? Em cứ chạy về đây, người ta sẽ nghĩ anh chị bao che dung túng em.
Người ta không nghĩ nhiều như anh đâu. Được rồi, hôm nay em sẽ không ngủ lại đây đâu. Người ta đến đón em sẽ đi ngay, được chưa? Người ta lại đến đón em ngay ư? Nằm mơ. Chồng em biết thế nào mà. Hay là hai chúng ta cược đi? Cược gì? Anh phải mời đi ăn đồ Âu. Anh không cược với em. Chắc chắn vợ chồng em thông đồng với nhau rồi. Anh tưởng anh mang con tin đến là em sẽ về với anh ư? Em có thể không về, nhưng con trai phải ở lại đây. Tại sao? Không có ai trông con cho em nữa, em tự trông con đi. Cô ta đâu? Em gái anh đâu? Đi rồi. Em gái em số không tốt. Không ngờ số nó lại khổ thế. Nó vừa chào đời thì mẹ em mất. Đến khi lấy chồng, cứ nghĩ cuộc sống sau này sẽ yên ổn. Ai ngờ sau một tháng chồng nó nhập ngũ, đi suốt đến giờ sống không thấy người, chết không thấy xác, bặt vô âm tín. Nó lại không thể tái giá, không biết chồng nó còn sống hay đã chết, không ai dám lấy nó. Nó cứ ở nhà người ta làm trâu làm ngựa chịu đựng. Em cứ nghĩ tìm cơ hội đón nó lên sống vài ngày sung sướng với anh trai. Không ngờ số nó vất vả thế. Em thấy nó ôm mặt khóc trên tàu hỏa. Trong lòng em khó chịu không tả nổi. Em kêu cái gì? Ra chỗ khác mà kêu. Em gì? Tôi nghĩ vài ngày nữa lại đón em gái chú lên đi. Em không có ý kiến gì, anh gọi cô ấy lên đi. Thôi, sau này nghĩ cách khác vậy. Cô ấy ở đây em cũng căng thẳng, suốt ngày thấp thỏm lo âu, chỉ sợ họ mâu thuẫn đánh nhau. Bọn em đâu có đánh nhau. Phải, bọn em không đánh nhau mà là cãi nhau. Chỉ cãi nhau thôi anh cũng chịu đủ rồi. Cô ấy không đến nữa, mỗi người một nơi xem còn cãi nhau được không. Cô ấy không đến thì làm thế nào? Ai trông con? Lúc nào em chẳng nói muốn tìm bảo mẫu. Em tìm đi. Được. Thế ngày mai thì sao? Ngày mai em còn phải đi làm, ai trông con? Không thể để anh điệu con đi học được. Hay là để U Tôn sang nhà cô chú đi. Con trai U ấy đính hôn, U ấy về xem mấy ngày lại lên thôi. Thế có được không? Còn nhà anh chị thì làm thế nào? Chị dâu em không đi làm, có gì mà không được. Chị dâu, được không? Được, anh trai em nói được là được. Anh ấy quyết định. Thế thì tốt quá. Cảm ơn anh chị nhiều. Cảm ơn gì chứ, người một nhà khách sáo cái gì. Quyết định vậy nhé. Nào. Đi làm về rồi à? Cô có biết tối nay họ có về không? Em biết, họ đi dã ngoại sát hạch mà. Ai biết dã ngoại gì chứ? Cô ăn chưa? Em không đói lắm. Em ăn tạm cái gì qua bữa là được. Không được. Cô đang bầu bí, người lớn qua loa được, nhưng em bé thì không. Sang nhà tôi ăn chút gì đi. Em không sang đâu, phiền lắm. Phiền gì, có gì phiền đâu. Tôi ăn rồi vẫn còn một ít, đủ cho cô ăn. Không cần thật mà. Cô chê tôi không sạch sẽ đúng không? Không phải ăn đồ thừa đâu. Tôi để phần cho bố đại dạng. Thật đấy. Vậy chị cứ để phần anh Đinh đi. Sao cô kỳ cục thế? Cô không thể so sánh với cô em chồng được. Cũng không so sánh với trung đoàn trưởng Giang nhà cô được. Em... Cô thoải mái lên nào. Ăn hay không ăn? Thôi được. Thế còn được. Thế mới là hàng xóm chứ. Nào Quốc Khánh, sang nhà bác nào. Chúng ta đi ăn bánh nhé. Mau, vào đi. Tôi biết cô ưa sạch sẽ vệ sinh, tôi cẩn thận một chút là được. Đây, cô ăn đi. Quốc Khánh, lại đây nào. Ăn đi.
Quốc Khánh, thử đi. Cháu ăn rồi, cháu ăn ở nhà trẻ rồi. Sợ gì, ăn rồi lại ăn tiếp. Ăn đi. Cháu chưa rửa tay. Tay trẻ con không bẩn. Cô ăn đi, không sao đâu. Con ăn đi. Cô đừng ăn bánh không. Ăn trứng vịt muối đi. Không cần đâu ạ. Bánh này là tốt lắm rồi. Bánh thơm không? Bố đại dạng nhà tôi nói, bánh tôi làm còn thơm hơn ở nhà ăn. Đây, cô ăn thử trứng vịt muối của tôi đi. Cũng thơm lắm, ngậy lắm. Cô ăn đi. Thơm lắm, rất thơm ạ. Còn nói không đói. Đi làm cả ngày, còn vác cái bụng nặng thế, không đói được sao? Đức Hoa có gửi thư lên không? Không ạ. Thế là vẫn giận cô rồi. Nếu không thì là vẫn kiêng dè. Thực ra cũng có gì đâu. Chỉ là cho trẻ bú tí thôi mà. Cô ấy cũng đâu phải người ngoài. Là cô ruột của thằng bé mà. Cũng giống như mẹ ruột vậy. Với lại, sữa của người phụ nữ là do đứa trẻ bú mà ra. Cô không có nhà, nó không có sữa bú nên khóc. Cô nó không dỗ được, cuống hết cả lên, mồ hôi nhễ nhại. Sau đó, chính tôi bảo cô ấy cho thằng bé bú ti. Lúc đầu cô ấy không chịu đâu. Cô ấy không kéo được áo lên vì chưa sinh con bao giờ mà. Sau đó, tiểu tổ tông này khóc ngặt nghẽo. Cô nó hết cách đành cởi cúc áo để lộ ra bầu ngực. Cô đoán xem thế nào? Tôi nói nhiều rồi phải không? Cô ăn đi. Anh về rồi à? Anh cẩn thận thế mà vẫn làm em tỉnh giấc. Ngoài trời đang mưa đấy. Kiểm tra đạt chưa? Anh cười cái gì? Anh cười vì thấy vợ với vợ khác nhau quá. Anh vừa về là em hỏi, kiểm tra đạt chưa? Còn vợ lão Đinh thì hỏi, đói chưa? Thế vợ anh Đinh có câu hỏi thứ hai không? Có. Anh quên rồi. Câu thứ hai của em, anh không được quên. Câu thứ hai của em là gì? Anh đói chưa? Muộn rồi, anh ăn ở nhà lão Đinh rồi. Sao lúc nào cũng thèm ăn thế? Không về nhà mà ăn. Về nhà ăn. Về nhà em có phần cơm cho anh không? Về nhà anh có được ăn cơm nóng hổi không? Anh nghe nói em cũng sang nhà lão Đinh ăn trực. Sao lại là em ăn trực? Tại chị ấy cứ kéo em sang, không đi không được. Còn so sánh em với anh em nhà anh, bảo em không thật lòng. Anh em nhà anh thật lòng. Nhà lão Đinh thì quá thật lòng rồi. Thật lòng đến độ không thể thật lòng hơn. Đúng thế. Thực ra họ cũng rất đáng yêu. Đáng yêu không? Chẳng phải em chê họ bẩn à? Em không sợ họ nhổ nước bọt vào tay à? Anh nghe nói lúc đó em ăn ngon miệng lắm mà. Em đói đến ủ cả tai nên quên cả chuyện đó rồi. Em xem, người như bọn em không thật lòng, giả tạo, rõ ràng là đói ù cả tai rồi mà cứ cắn răng nói không đói lắm. Kết quả thế nào? Ăn uống hùng hục, lộ tẩy hết. Chị ấy nói em ăn uống hùng hục à? Cô ấy có thể nói được câu ăn uống hùng hục ư? Câu đó là anh nói, anh tưởng tượng. Nhưng em đến nhà người ta ăn một bữa như vậy, họ vui lắm. Họ vây quanh bàn ăn nói mãi chuyện đó, cứ như là nhặt được vàng ấy.
Thế nên em mới nói chị ấy đáng yêu. Em nói người ta như thế không hay lắm. Sao lại không hay? Dù sao nghe cũng thấy kỳ cục, không thoải mái. Kỳ cục thế nào? Không thoải mái thế nào? Thôi, buồn ngủ rồi. Ngày mai nói tiếp. Ngày mai em không nói nữa. Người như bọn em không thật lòng. Ăn một bữa ngon nhà người ta, qua đêm là quên hết. Ngủ đi. Anh còn chưa nói anh kiểm tra thế nào. Anh đi nhé. Suýt thì em quên. U Tôn lên rồi đấy. Hôm nay có thể đến đây. Anh thở dài gì chứ? Anh không muốn để chị ấy đến à? Không vui sao? Vui chứ. Anh vui vì cuối cùng nhà ta cũng có bảo mẫu. Nhị Dạng đang chơi à? Anh về rồi đây. Chị đến rồi à? Tôi đến rồi, mới đến được một lúc. Chị vừa đến đã bận rộn rồi, nghỉ ngơi đi đã. Không bận rộn, không nghỉ đâu. An Kiệt đâu? Tiểu thư đi mua cơm rồi. Chị vừa gọi cô ấy là gì? Tiểu thư. Ôi, tôi quen gọi như thế từ hồi cô ấy còn ở nhà rồi. Tiểu thư đã đi lấy chồng nên đổi cách gọi rồi. Phải đổi cách gọi đi, sau này không được gọi cô ấy là tiểu thư nữa. Không phải vì cô ấy đã lấy chồng, mà vì giờ là xã hội mới rồi. Cách xưng hô ở xã hội cũ không được dùng nữa. Sau này tuyệt đối không được gọi là tiểu thư nữa nhé. Vâng, tôi không gọi thế nữa. Vậy chị định sau này gọi cô ấy là gì? Tôi cũng không biết nên gọi là gì. Gọi là đồng chí. Chị cứ gọi cô ấy là đồng chí. Đồng chí có được không? Sao lại không được? Gọi đồng chí không được thì gọi cái gì được? Chị gọi cô ấy là Tiểu An, hoặc gọi là đồng chí đều được. Thế tôi cũng nên gọi ngài là đồng chí à? Tất nhiên rồi. Gọi tôi là đồng chí Giang, cứ thuận miệng thế nào thì gọi thế ấy. Vâng, đồng chí. Đồng chí Giang. Con trai dậy rồi à? Ra bố bế nào. Được rồi. Con biết không? Giờ mẹ con thành tiểu thư rồi đấy. Đúng là loạn mà. Tiểu thư, chồng cô về rồi đấy. Chị gặp anh ấy rồi à? Anh ấy nói gì với chị? Anh ấy không cho tôi gọi cô là tiểu thư. Bảo tôi gọi cô là đồng chí. Gọi là Tiểu An cũng được. Anh ấy cũng bảo chị gọi anh ấy là đồng chí chứ. Vâng. Anh ấy nói gọi đồng chí cũng được. Gọi đồng chí Giang cũng được. Thuận miệng thế nào thì gọi thế ấy. Chị thấy gọi thế nào thì thuận miệng? Đều không thuận. Đồng chí là từ tôi có thể gọi được sao? Sao thấy kỳ cục thế? Kỳ cục cũng phải gọi. Vậy tôi gọi thử xem nhé. Chị gọi đi. Đồng chí. Nghe kỳ cục lắm. Vậy tôi gọi đồng chí An. Cũng kỳ cục. Đồng chí. Đồng chí An. Đồng chí An. Đều kỳ cục. Thôi, gọi là đồng chí An vậy. Gọi thêm họ vào đỡ hơn một chút. Nhìn kìa, nhìn kìa. Nhìn mẹ con kìa. Nhìn mẹ làm gì?
Không quen. Xin hỏi, quý cô là ai ạ? Anh bảo tôi là ai? Quý cô là tiểu thư An phải không? Đúng rồi, đồng chí. Đồng chí Giang. Anh cảnh cáo em, sau này không được để người khác gọi em là tiểu thư nữa. Nhà ta không có tiểu thư, không được có tiểu thư. Để người ngoài nghe thấy thì không hay đâu. Em nghe rõ chưa? Đồng chí Giang, đồng chí An, cơm chuẩn bị xong rồi. Ra ăn cơm đi ạ. Đồng chí An, mời. Đồng chí Giang, đổ lưu manh. Cô làm tôi giật cả mình. Không sao, không sao. Cô tìm ai? Tôi không tìm ai cả. Tôi đến thăm chị. Tôi sống ngay bên cạnh, là hàng xóm. Vâng, vâng. Chị họ gì? Tôi họ Tôn. Họ gì? Họ Tôn. Tôn. Tôn trong từ tôn tử. Họ này dễ nhớ. Chị cứ làm việc đi. Sao cô cứ nhìn tôi thế? Người nhanh nhẹn như chị sao lại muốn đi làm bảo mẫu cho người ta? Trước đây, cô em chồng nhà họ lên trông cháu. Tôi với cô ấy khá thân với nhau, nhưng cô ấy không có mối quan hệ tốt với chị dâu. Chị bảo tay làm sao vặn được chân, thế là cô ấy khóc sướt mướt về quê rồi. Cô ấy cũng rất đáng thương, là một quả phụ mà còn không bằng một quả phụ. Quả phụ còn có thể tái giá, cô ấy thì không thể. Chị biết vì sao không? Vì sao? Chồng cô ấy mất tích khi đi đánh trận, sống không thấy người, chết không thấy xác, thậm chí không được coi là liệt sĩ. Tôi nghe bố đại dạng nhà tôi nói, người như thế là vô tích sự nhất đấy. Chị bảo anh ta có vô tích sự không? Rất vô tích sự. Sao lại là rất vô tích sự, là quá vô tích sự ấy? Bản thân chết rồi còn không được công nhận, người nhà không được hưởng chính sách liệt sĩ. Mẹ ơi, mẹ ở đâu? Mẹ con ở đây. Mẹ mau về đi, anh con đánh nhau làm vỡ đầu người ta rồi. Thằng danh con này, ngày nào nó không gây họa cho tôi thì ngày đó nó không yên. Lâu lắm rồi không được ăn canh gà ngon như thế này. Chị nấu ăn vẫn là ngon nhất. Cô đã thế này rồi, phải bồi bổ sớm chứ. Em không ý kiến gì, em đồng ý. Nhà hàng xóm là người thế nào? Cũng là sĩ quan à? Vâng, chị hỏi chuyện đó làm gì? Tôi chưa bao giờ gặp một phu nhân nào như vậy. Chị nói chị gái bên cạnh ấy ạ? Chị gặp chị ấy rồi à? Tự cô ấy chạy sang đây. Cô ta nói nhiều thật đấy. Không cần biết người lạ hay không, cứ thao thao nói mọi thứ trên đời. Chị ấy nói những chuyện gì với chị? Nói chuyện giữa cô và em chồng. Nói gì về cô ấy? Nói cô và cô ấy không hợp nhau. Còn nói cô ấy khóc sướt mướt về quê. Đúng rồi, còn nữa. Còn gì nữa? Nói cô ấy là người đáng thương. Chồng cô ấy mất tích, sống không thấy người, chết không thấy xác. Cô ấy còn không bằng một quả phụ. Chị ta nói chuyện đó làm gì? Vâng, tôi cũng không chặn mồm cô ta được. Tôi nghĩ, sao lại có một phu nhân sĩ quan như vậy chứ? Phu nhân sĩ quan như vậy nhiều lắm, chị ở đây lâu sẽ không thấy ngạc nhiên nữa. Tôi không hiểu, một sĩ quan lớn như vậy, sao lại lấy một người vợ như thế chứ? Đó là vợ lấy từ hồi anh ấy ở quê, không bỏ được phải đưa lên đây. Mấy sĩ quan này thật có lương tâm.
không giống như Trần Thế Mỹ, vừa vào kinh thành là có mới nới cũ. Cô ăn từ từ thôi, đây đâu phải lần đầu cô ăn canh gà, ở nhà không phải ngày ngày ăn sao? Chị nói linh tinh gì vậy? Em ăn canh gà ngày ngày bao giờ chứ? Ý tôi là thường xuyên ăn. Thường xuyên là ngày ngày à? Sau này chị không được nói linh tinh. Còn nữa, sau này bớt tiếp xúc với người ngoài, nhất là chị Vương Tú Nga ở nhà đối diện. Tôi biết rồi. Mùi gì mà thơm thế? Đồng chí Giang về rồi à? Hôm nay tôi hầm một con gà mái. Tôi chưa bao giờ ngửi thấy mùi canh gà thơm như thế này. Chắc là rất ngon. Đồng chí Giang vào phòng nghỉ ngơi trước đi. Nấu cơm xong tôi sẽ gọi hai người. Vâng vâng, chị vất vả quá. Anh về rồi đây. Bên ngoài là mùi canh gà, bên trong là mùi gì đây? Mùi gì? Có thể là mùi gì? Anh thấy có mùi phân gà. Anh mới có mùi phân gà ấy. Lại sao thế? Ai lại chọc giận em? Anh là Trần Thế Mỹ. Dù đi đến chân trời góc bể cũng sẽ có người nói sau lưng. Em quên ba điều quy ước rồi à? Anh chỉ quy ước ba điều với em thì có ích chó gì. Có giỏi anh đi quy ước với cả nước đi. Xem em kìa. Giờ là thế nào rồi mà vẫn nói tục? Còn là tiểu thư cơ đấy. Em lại là tiểu thư rồi à? Anh không phản đối em làm tiểu thư nữa à? Anh phản đối em làm tiểu thư, nhưng cũng không khích lệ em làm phụ nữ chanh chua. Xem em đấy, càng ngày càng giống Vương Tú Nga. Hàng xóm ở gần nhau thế này, cúi đầu không thấy, ngẩng đầu thấy, em lại không học theo cái xấu ư? Cũng không phải là xấu gì, nhưng mọi người không thích. Đúng thế, mọi người không thích. Em nói anh nghe, chiều nay chị ta lại sang nhà mình, nói một thôi một hồi toàn chuyện linh tinh với chị Tôn. Đến chị Tôn còn coi thường chị ta. Chị Tôn hỏi em, đây là phu nhân sĩ quan ư? Lại có phu nhân sĩ quan như vậy à? Phu nhân sĩ quan thì phải như thế nào? Phải như em này, phải có phong thái tiểu thư. Phong thái tiểu thư gì? Phong thái cái con khỉ ấy. Anh nói ai là con khỉ? Anh nói gì? Thôi được rồi, đừng đạp mạnh. Đồ đáng ghét, nói cái gì chứ? Con trai anh lại nhảy ra sớm bây giờ, cẩn thận một chút đi. Nào, để anh đi giày vào cho em. Giờ thì tốt rồi, vừa nãy em tức quá. Em lại sao thế? Ai chọc tức em? Anh đấy. Chị Tôn vừa hỏi em, tại sao anh Đinh lại lấy người như Vương Tú Nga làm vợ? Em nói đó là người vợ lấy từ hồi ở quê, chẳng có cách nào. Chị Tôn liền khen anh Đinh nhân nghĩa, có lương tâm. Tiếp đó phê bình bọn Trần Thế Mỹ có mới nới cũ. Được rồi, hoàn cảnh của anh khác Trần Thế Mỹ. Anh không phải là Trần Thế Mỹ. Tất nhiên anh không phải là Trần Thế Mỹ. Người vợ ở quê của anh cũng không phải tên Tần Hương Liên. Em lại không phải là công chúa gì. Đồng chí Giang, đồng chí An, cơm nước xong rồi, ra ăn cơm thôi. Vâng. Có bảo mẫu tốt thật đấy. Tốt đúng không? Rất tốt. Rất dễ chịu đúng không? Rất dễ chịu. Cuộc sống của giai cấp tư sản tốt đúng không? Tốt cái con khỉ ấy. Đúng là giả dối. Mẹ cho con bát nữa. Con ăn ít thôi. Cho con bát nữa. Con là quỷ đói đầu thai à? Gì thế? Nói với em bao nhiêu lần rồi. Đừng có nói bậy. Đừng mắng người khác. Sao em không nghe? Em nói bậy bao giờ? Mắng người khác bao giờ? Mẹ bọn trẻ hay nói bậy. Mẹ bọn trẻ là ai? Không phải là em hay sao? Anh nói vậy thì em không được nói gì nữa. Vì em toàn nói bậy. Tốt nhất là em đừng nói gì.
Cho tay anh thanh tịnh một chút. Em thở dài cái gì? Cả ngày chẳng có ai nói chuyện. Chị bảo mẫu nhà đối diện như người câm ấy. Bức bí chết đi được. Không biết giờ Đức Hoa đang làm gì, có lên đây nữa không? Ai đấy? Tôi ra đây. Xin hỏi cô tìm ai? Chị là ai? Tôi... Chị là bảo mẫu họ thuê đúng không? Cô là ai? Tôi là ai cần chị quan tâm à? Cô không cho tôi biết cô là ai sao tôi cho cô vào nhà được? Đây là nhà anh trai tôi, cũng là nhà của tôi. Tôi muốn vào còn phải xin phép chị ư? Cô là cô của Quốc Khánh à? Phải, sao nào? Nhà cửa dọn dẹp sạch sẽ quá nhỉ? Sạch sẽ gì chứ, dọn dẹp qua loa thôi. Sao có thể qua loa được? Chị làm bảo mẫu, làm việc cho người ta sao có thể qua loa được? Quốc Khánh, ra cô bế nào, cô nhớ con chết mất. Đỡ cho tôi cái túi. Quốc Khánh có nhớ cô không? Nhớ cô không? Trả lời rồi. Chị ở đây thì tôi ở đâu? Chuyện đó thì tôi không biết. Tôi không hỏi chị. Nghe nói Đức Hoa quay lại rồi, thật không chị? Thật. Cô ấy đâu? Chị ơi, em ở đây. Đức Hoa. Chị ơi, em ở đây chị. Đức Hoa, em quay lại rồi. Em vừa nghe tiếng chị, chưa đi vệ sinh xong, em phải chạy ra ngay. Sao chị không nghe thấy tiếng nước xả? Quên mất, em quên xả nước. Chị dâu em mà biết lại có chuyện. Chị ơi, Đức Hoa, em nghĩ thế nào mà quay lại? Em không yên tâm về cháu em. Nửa đêm tỉnh dậy, đưa tay sờ không thấy cháu đâu. Nước mắt em trào ra ướt hết cả nửa cái gối. Chị tin. Chị ơi, không giấu gì chị. Em cũng nhớ chị. Câu này chị cũng tin. Đức Hoa, chị cũng nhớ em. Không tin em hỏi anh trai chị dâu em xem. Chị hỏi thăm em suốt. Hỏi khi nào thì Đức Hoa quay lại. Họ trả lời thế nào? Chị dâu em nói thế nào? Chị ta không muốn em đến đúng không? Chị dâu em không nói thế. Người ta là người có học mà. Sao lại không hiểu chuyện chứ? Chị ta không muốn em đến thì em không đến nữa ư? Đây là nhà anh trai em. Em là em gái ruột của anh ấy, là cô ruột của cháu em. Em muốn đến thì đến, muốn đi thì đi. Ảnh hưởng gì đến chị ta? Chị làm sao thế? Chị nháy mắt gì chứ? Chị có nháy mắt đâu. Đức Hoa, em xem có phải có con gì bay vào mắt chị không? Có con gì bay vào mắt à? Ừ, đau quá, có con gì bay vào rồi. Thôi, chúng ta đừng đứng đây làm phiền người ta. Chị, em sao thế? Về quê thành ngớ ngẩn rồi à? Mắt chị có con gì bay vào mà? Bay vào mắt em ấy. Bảo mẫu nhà em có quan hệ không bình thường với chị dâu em đâu. Họ là thân thích à? Chị ta là người ở trước đây ở nhà đẻ chị dâu em, làm hơn 10 năm rồi. Chị làm em giật cả mình, em lại tưởng họ hàng thân thích gì, chỉ là người ở thôi mà, sao một lòng với chị dâu được? Người ở trong nhà địa chủ ở làng em, khi đấu tố địa chủ sau giải phóng, ai cũng đầy lòng căm hận, nhảy lên đài mắng bọn họ. Có người còn tức đến nỗi lên tát vào miệng họ. Nói cũng đúng, theo lý thì chị ta phải hận bọn họ chứ. Đúng thế. Nhưng chị ta không hận chị dâu em chút nào. Một câu đồng chí An, hai câu đồng chí An, nghe thân thiết lắm. Còn chị dâu em đối với chị ta thế nào? Có tốt không? Tốt. Lúc nào cũng gọi là chị. Rất hòa nhã. Còn hòa nhã hơn với em à? Cũng gần như nhau. Đối với hai người gần như nhau. Vậy là chị dâu em luôn coi em như người ở ư? Chị làm gì đấy?
Cô làm tôi giật cả mình. Tôi làm gì khiến chị giật mình? Tôi nghe nói trước đây chị làm người ở cho nhà đẻ chị dâu tôi. Phải vậy không? Phải. Khi tôi đến nhà chị dâu sao không gặp chị? Có thể đúng lúc tôi về nhà. Họ cũng tốt với chị đấy nhỉ? Thường xuyên cho chị nghỉ ư? Người nhà họ tốt, đối xử với tôi cũng rất tốt. Địa chủ ở làng tôi thì không như thế. Không chỉ ở làng tôi, mà làng khác cũng thế. Bọn địa chủ không có ai tử tế cả. A Hoàn giúp việc ở nhà địa chủ, hễ nhắc đến nhà chủ là họ lại nghiến răng kèn kẹt vì căm tức. Sao chị không nói gì? Tôi thật không hiểu. Chẳng lẽ địa chủ ở nông thôn lại khác nhà tư bản ở thành phố? Chắc là khác nhau. Có gì khác nhau? Chẳng phải đều là kẻ bóc lột sao? Tôi không biết. Không biết. Tôi thấy là chị bị nhà họ bóc lột ít quá đấy. Mẹ nấu cơm xong chưa? Con đói rồi. Đồng chí Giang về rồi à? Vâng. Chị ơi, Quốc Khánh đâu? Cô của Quốc Khánh đến rồi. Cô ấy bế Quốc Khánh ra ngoài rồi. Ai đến? Cô ấy nói là em gái của anh, là cô của Quốc Khánh. Anh ba! Anh đợi ai đấy? Còn đợi ai nữa? Đợi em đấy. Em đến đây bằng cách nào? Đến bằng cách nào ư? Em đi tàu hỏa đến. Sao? Không được à? Đến là tốt rồi.